Xin chào mọi người. Hôm nay Hồng Anh, Đại Nghĩa sẽ giới thiệu bóng Galaxy. Ok. Đây là một cái gói hàng chúng mình. Trong này có bóng Galaxy. Và bây giờ chúng mình sẽ mở ra. Ok, cậu bóc lên đi. Đây là lần đầu tiên bọn mình mua bóng này. Ừ. Nên nếu bọn mình có làm sai gì thì mọi người thông cảm nhé. Cho cái bóng này có đẹp không nhỉ? Tất nhiên là đẹp rồi, tôi thấy ở trên mạng nhiều bóng rồi. Ừ, nhưng mà chúng mình chưa nhìn được trực tiếp. Ừ. Chắc chắn đẹp hơn. Ôi, xong rồi. Ừ. Wow. Hôm nay người ta bọc hàng rất là kỹ. Tôi còn lấy ra đi. Kết rồi. Đây là quả bóng chúng mình. Bóng đâu? Người ta có tặng kèm pin. Ờ, đây là bóng à? Ừ. Đây là 4 quả bóng các bạn. Cái bóng này không giống bóng bình thường. Nó kiểu ni lông. Ừ. Và cái đầu này là đầu nhọn này. Và mình có những cái đèn này. Mình có 4 cái đèn. Và chỗ để pin, lắp pin vào cho nó phát sáng được. Đây là 4 đôi pin mà chúng mình đã mua. Ừ. Các bạn có thể đến pin tiểu cũng được. Tại vì cái pin tiểu cũng vừa. Chúng mình có 4 quả bóng, nhưng hôm nay chúng mình chỉ sử dụng 2 quả bóng và 2 cái pin thôi. Wow. Và bây giờ mình sẽ mở đây ra để giới thiệu. Đây là một cái dây này. Wow. Ở trong này có mấy cái mạch màu cam, màu vàng. Wow, rất là nhiều màu sắc luôn. Ừ. Và một cái để pin. Bây giờ chúng mình sẽ lắp pin cho các bạn xem thử. Tháo cái dây ra đi. Trước tiên bọn mình phải luồn cái này vào cái quả bóng. Que. Dài quá. Ừ, thế mới đủ vừa quả bóng. Chắc chắn quả bóng chúng mình sẽ là lung linh. Ừ, đẹp lắm. Bây giờ chúng mình sẽ lắp pin vào. Ừ. Wow. Wow, đẹp quá. Wow. Ừ. Có rất là nhiều màu. Wow. Nghĩa trang trí vào quả bóng. Nghĩa Galaxy. Ok. Bây giờ chúng mình sẽ tắt đi và luồn vào cái que. Đưa cho tới cái đầu đi. Đây. Đầu dây. Đây đâu? Chỉ cần cầm đuôi. Thì nó lại bị đối vào nhau rồi. Cái dây này bọn mình phải thật là cẩn thận. Ừ. Khi mua mà cái bóng Galaxy này thì chúng mình quên mua que. Nhưng hôm nay mình chỉ sử dụng một cái que này thôi. Mất cái đầu dây này. Đây thôi. Thôi một tí nữa. Rồi, ok. Nhưng mà cái dây này rất là dài luôn. Bơm bóng thôi. Ừ. Để tớ giữ chặt đầu còn cậu bơm nhá. Ừ. Đây con nhá. Ừ, cái to chứ, chẳng mới đẹp. Cậu bơm dưới. Đấy đủ chưa? Không thấy nhá. Bóng còn bơm nhiều, cậu cầm kìa. Đấy kìa. Đấy đâu? Đấy đâu tay. Đây đủ. Wow. Để tớ buộc này, nhưng mà nó sẽ bị tụt. Cậu bóng Galaxy căng nhỉ? Mình đã buộc xong rồi. To nhỉ? Wow. Giữ cho tớ để tớ cuốn băng dính ra. Ừ. Sát ra một tí. Chúng rất là bí hẳn. Cậu bị lỏng rồi. Cậu nhận đi nào.
Móng này hơi nặng nên nó sẽ bị lỏng lẻo như này. Rồi bây giờ mình sẽ trang trí dây lên. Mình sẽ cố định thêm mà mang dính. Cố giữ cho tớ hộ. Cái băng dính này. Đâu mình cười. Băng dính. Hai cái băng dính. Xé một lần. Rồi. Bây giờ chúng mình sẽ bật đèn lên. Wow. Yeah. Nhưng mà nó không thẳng. Nó hơi bị đổ. Tại vì không có cái trụ. Wow, nhưng mà cũng rất là đẹp. Đẹp không các bạn? Wow. Rất là đẹp. Tắt đèn thử. Wow. Đấy chưa các bạn? Cái bóng này rất hợp với các bữa tiệc. Nhìn rất là đẹp luôn. Nhờ bữa tiệc sinh nhật này. Wow. Sạch đèn thì rất là đẹp luôn. Wow. Các bạn có thể rất là ảo. Các bạn có thể mua này để tặng cho các bạn cũng được. Lúc đầu mình tưởng là luồn hết đèn vào trong cơ. Cho nó nhiều ánh sáng. Đẹp nhở. Wow. Wow, đẹp quá. Tớ mượn rồi. Có thêm đèn thì tốt nhỉ. Lấy thêm 5 vòng nữa. Wow, rất là ánh sáng cầu vồng. Ừ. Tớ muốn làm một cái nữa. Bọn mình làm một cái nữa đi. Ừ. Tớ bật đèn lên nè. Ừ. Cho chúng mình một like để vì chúng mình đã thành công quả đầu tiên rồi. Mỗi tội hơi đổ một tí. Các bạn thông cảm nhé. Rất là đẹp, mình rất thích. Đèn mình sẽ để tặng nó ra đây. Cái quả thứ hai đẹp hơn không nhỉ? Ừ. Khó đứng. Để đấy. Quả thứ hai này chúng mình sẽ không dùng cái que. Nhất trí luôn. Tớ lại một lần nữa giữ chặt. Từ từ cho sâu vào đấy. Không, cái này dễ tụt lắm. Ok, có bằng mấy chưa? Rồi được rồi. No. Rồi được rồi. Rồi. Cái lắp pin mình đã buộc xong. Cái kia rồi, lắp pin. Thế bây giờ bảo bình thường bị gì không? Chắc không bị gì đâu. Bây giờ lại bị gỡ nữa. Ừ. Ok. Bây giờ bọn mình chỉ cần luôn qua thôi. Bọn mình không có cái cán ấy thì nó sẽ nhiều sắc hơn không? Không biết. Chắc là nhiều hơn tại vì có nhiều dây ấy. Ừ. Dây, cái dậy cầm dậy. Ừ. Cái này luôn nhiều dây hơn, cái đá đen không còn được kia. Ừ. Đây, cái này cầm luôn. Wow, đẹp không các bạn ơi? Yeah. Đây là chúng mình đã làm xong rồi. Mặc dù chúng mình không làm được nhiều. Wow. Nhưng mà mình thấy rất là vui. Các bạn theo dõi với đội.
rất là nhiều màu, giống dải ngân hà nên người ta gọi là Galaxy Blue Balloon. Vậy là chúng mình đã làm xong những quả bóng Galaxy thì rất là đẹp. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của chúng mình. Mọi người hãy ấn like và ấn nút đăng ký, ấn nút chuông thông báo nữa để chúng mình ra nhiều video hay hơn và nhiều thứ đẹp hơn cho các bạn xem. Còn bây giờ tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye, bye, bye.